Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại địa bàn. Theo đánh giá, mô hình chính quyền đô thị được quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, theo đúng kế hoạch đề ra. Các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các phường đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt những nội dung có liên quan đến chính quyền đô thị. Công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân quận, phường vẫn ổn định, thông suốt và hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường được cụ thể hóa. Công tác đối thoại nhân dân được thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai thí điểm cũng xuất hiện nhiều bất cập, khó khăn liên quan đến công tác tài chính, ngân sách, chế độ đối với cán bộ. Ủy ban Nhân dân quận cũng đề nghị cần phân cấp nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên cho đơn vị dự toán quận phường phải có những tiêu chí khác so với đơn vị dự toán khác thuộc thành phố để đảm bảo tính tự chủ, chủ động của quận phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp quản lý kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn quận.